Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay về được ít hàng vui, qua được cái hàng gì đây. Anh em nào mà thích mua máy thì cứ theo dõi nha. Rồi clip báo giá thì tí nữa có clip báo giá nha. Còn đây là clip khui hàng. Về được ít hàng phun bóc cũng như là hàng máy trần nha. Đây, 292, máy mới nha nè. Máy mới phun bóc. Bóc hết nha nè. Redmi 9 này nè. Redmi 9 ha. Redmi 9. Redmi 9 luôn. Smart Line 4 nha nè. Line 4 ha. Con này cũng rất là chuộng nha. Tiếp theo thì đây là cái hàng máy trần. Samsung. Con này là hình như là J737 này. Con này J737 mình bán rất nhiều này, mấy hàng. Đúng rồi, Y3. Máy đẹp nha anh em. Máy đẹp tầm con này phải đánh giá. Quá đẹp luôn, chân chính luôn. Nguyên zin nha anh em. Hết pin ha, tí cũng sạc pin. Quay 3. Tiếp theo cũng là một con quay 3 nữa anh em. Đẹp luôn. Quay 3 luôn, đẹp keng luôn. 9899 luôn nha. Con này là Realme C12 hay sao? Realme C12. Máy rất ok luôn. Mấy con này đẹp tầm 98 tới 99 hết anh em. Ok. Tiếp theo là một con gì đây? Vinsmart nha anh em, J3. Con này Vinsmart J3 nha. Ôi, được mấy con rất là đẹp. 99 luôn. Chờ thử coi con này RAM 3 RAM 4 nha nè. Coi cái bộ nhớ là biết ngay. Bộ nhớ đó rồi. Số 4 anh em, con này RAM 4 số 4 nha. Con này chắc phải hơn 2 triệu tí. RAM 4 số 4 hơn 2 triệu tí tí mình sẽ có clip báo giá kỹ cho anh em. Clip coi là mình khui máy thôi. Tiếp theo là một máy gì đây? Vivo. Con này là Y20 hay là 20S đây? Từ 20S nó giống nhau y chang anh em, chỉ khác cấu hình thôi. Còn ngoại hình là y án luôn. Không khác gì hết. Màu đen nha anh em. Máy đẹp đánh giá tầm 98 đến 99 không? Mấy con này. Rất là đẹp. Ok, coi coi. RAM 6 anh em ơi, RAM 628 rồi. Con này Y20S rồi. Y20S trên 3 triệu nha. Chưa biết 3 triệu mấy. Đi coi giá báo lại cho anh em. Y20S. Tiếp theo là một con Vinmart nữa nè. Con này biết Vinmart gì rồi. Vinmart Joy 3 luôn. Con này cũng chưa biết là RAM 3 hay RAM 4 luôn. Vinmart Joy 3 luôn. Được hai con. Hai con John 3, máy đẹp 98.9 nha nè.
một em nốt 10 like anh em ơi, một con nốt 10 like máy đẹp 99 luôn, nốt 10 like đẹp 98/9 nha anh em. Mấy con này đa số là còn bảo hành hết, kính nó còn miếng guarantee không ta, còn guarantee luôn anh em, nốt 10 like nha, còn guarantee, rất là đẹp nha. Ồ, còn cái giá luôn, máy này quá ok luôn, máy Việt Nam nha anh em, hai sim nốt 10 like, để mình coi thử thử coi cái chất lượng máy coi. Bữa trước có một anh gọi cho mình nhưng mà cái coi trước á mình bán mất rồi nha, còn con này mới về này, anh em nào mà cần có nhu cầu á alo cho mình nha. Này thiết lập từ đầu để thiết lập cho những anh em chưa biết thiết lập máy á thì làm luôn cho nó dễ nha. Biết cách thiết lập máy luôn, mua mới đó là anh em bỏ qua hết à. Con này là RAM 8 bộ nhớ 128GB nha anh em, rất khủng nha, rất khủng đó, hay mày rồi, ok nốt 10 like. Clip tới đây xin tạm dừng nha, hẹn anh em clip báo giá máy tiếp tục nha, thân ái chào cả nhà.